Các bạn, hôm nay vợ chồng mình lại đi câu lươn. Các bạn xem video hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh Câu Lươn để ủng hộ cho vợ chồng mình nhé. Chưa dậy thì đưa thử tay con gái xem nào.
hơi dối. Lươn mùa này là lươn mùa nó đi lươn mùa sinh sản, là nó cắn rất là thò vào là nó cắn. Các bạn ạ, đây là cái ao rau muống. Như lúc nãy vợ chồng mình có câu đằng kia thì bác làm ở đây bảo là câu lươn thì phải câu ở các cái ao. Và tại đây đã thêm được một chú lươn nữa rồi. Đấy, các cái bợp này chồng đang tìm các cái bờ mưa ở ao. Hình như lại có một cái nỗ lươn đây này. Tối là lươn ăn rất là đấy, cắn nhanh nhất, không như ban ngày. Lươn thì thường đi ăn ban đêm. Câu buổi tối rất là hiệu quả, hiệu quả hơn là ban ngày. Mày mà nhìn kịp nhá.